Ra tay dọn rác tại bãi biển, chàng trai vô tình nhặt được 200k, phần thưởng từ biển cả cho những người làm việc tốt. Nhiều người cho rằng, đây là phần thưởng xứng đáng dành cho những người làm việc tốt. Những năm gần đây, chiến dịch bảo vệ môi trường được giới trẻ nhiệt tình hưởng ứng. Hàng loạt các hoạt động như dọn rác tại bãi biển, ngừng sử dụng ống hút, hạn chế sử dụng túi ni lông, được các bạn trẻ tích cực thực hiện. Mới đây, tài khoản Facebook có tên KTC đã chia sẻ câu chuyện nhặt được 200.000 đồng trong khi đang dọn rác tại bãi biển khiến dân mạng vô cùng thích thú. Bài viết thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng cụ thể. Người này chia sẻ vì thấy biển nhiều rác quá. Lướt Facebook thì thấy nhiều bài viết nói về rác thải nhựa của con người thải ra biển làm hại rất nhiều sinh vật biển nên đã quyết định ra biển để dọn bớt rác nhựa. Trong khi đang lúi húi dọn rác nhựa thì thấy trước mắt mình là một tờ 200.000 đồng. Tờ tiền 200.000 đồng trôi dạt vào bờ biển lẫn cùng rác thải ngay sau đó, câu chuyện lập tức được dân mạng chia sẻ dần dần. Nhiều người cho rằng đây là phần thưởng dành tặng cho những người làm việc tốt. Đồng thời, vô số những lời khen cũng được dành tặng đến chàng trai khi chứng kiến cảnh bãi biển trước và sau khi anh ra tay dọn rác. Hình ảnh bãi biển trước và sau khi được dọn rác cũng khiến nhiều người thích thú và dành lời khen ngợi. Liên hệ với anh Lê Đình Dũng, chủ nhân của bài viết trên cho biết, việc dọn rác thải được thực hiện tại bãi biển Hải Tiến, Thanh Hóa. Câu chuyện này cũng đã xảy ra khá lâu nhưng giờ mới được anh chia sẻ lên mạng xã hội, lần đó mình đi một mình. Trước đó cũng có đăng lên mấy nhóm yêu môi trường là tìm bạn đi chung, nhưng không tìm được ai, người đi được thì ở xa, người ở gần thì bận không đi được. Gần đây lại muốn tiếp tục đi dọn rác nữa, nhớ lại chuyện năm ngoái thấy thú vị nên post lên cho mọi người cùng đọc thôi. Việc nhặt được tiền thì mình nghĩ là do may mắn thôi, nhưng thấy mọi người hưởng ứng và cho rằng đây là phần thưởng từ biển cả do mình làm việc tốt thì mình cũng thực sự rất vui. Đây có thể chỉ là một sự may mắn đối với người nhặt được tiền nhưng qua câu chuyện này cũng đã phần nào truyền động lực cho giới trẻ trong việc bảo vệ môi trường, giữ lấy màu xanh chung của toàn nhân loại. Nguồn báo Đất Việt. Ha ha ha,